Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay tiếp tục là sẽ trả lời câu hỏi cho những anh chị đã bình luận trong kênh của mình về cái chủ đề là trồng bông giảng thọ ha. Thì mình thấy các bạn hỏi rất là nhiều về cái ngày gieo cũng như là cái vấn đề là giá thể đó. Thì do đó thì mình sẽ cố gắng mình trả lời hết cho những anh chị nào mà quan tâm ha. Thì câu hỏi đầu tiên của một bạn tên là Chai Lê 9413 nè. Thì bạn này bạn hỏi mình á, gieo giảng thọ có cần chọn với Atonis hay không? Thì là không cần trộn với Atonis nha mọi người ha. Mọi người gieo thì mọi người chuẩn bị cho mình cái tro đen là được rồi ha, hoặc là cái giá thể mình trộn sẵn, nhưng mà mình phải xử lý bằng cái Alias để cho nó phòng cái nấm bệnh nha. Vậy là được nha, không cần phải trộn Atonis đâu. Atonis là chỉ là để dành lại xịt dưỡng thôi. Rồi một bạn tên là Trần Văn Bay, bạn này mà hỏi mình á, rồng vàng hôm nay gieo ngày nào vậy? Thì kết đối với cái rồng vàng đó thì mình sẽ gieo vào cái lối là cuối tháng 10 ha. Thì bây giờ nếu như là bạn đi hai cơi thì bạn có thể gieo vào ngày hôm nay cũng được ha, là 19 tháng 10 âm lịch. Rồi một bạn tên là Di Ngô nè, 5559. Thì bạn này bạn hỏi mình là bạn trồng cái thế giới hoa T55 gieo khoảng bao nhiêu ngày lên? Thì thông thường là nó khoảng đâu là 5 ngày là nó sẽ lên ha, với cái điều kiện là cái giá thể là nó phải chuẩn nha. Nếu như là cái giá thể của mình mà nó còn mặn với chát thì nó sẽ rất là chậm lên, thậm chí là nó sẽ không lên ha. Và ở đây thì như cái video trước á, thì mình có livestream mình nói là nên né cái nước mưa nha. Cái nước mưa nó sẽ làm hư cái hạt giống của mình. Còn nếu như là anh chị ngâm á, thì anh chị ngâm bằng cái nước lạnh là được rồi, ngâm khoảng 2 tiếng thôi. Còn mà ngâm với cái nước ấm á, mà mình không biết cái liều lượng nó như thế nào á, có thể là cái hạt giống của mình nó chín luôn. Thành ra là mọi người có thể là ngâm bằng cái nước lạnh khoảng 2 tiếng thôi là được ha, hoặc là không ngâm cũng vẫn được. Rồi một bạn tên là Nguyễn Duy Trung nè, bạn này bạn hỏi mình á, chào anh, nhà em có sơ dừa, tro trấu tươi, tro đen, em muốn trồng 100 chậu thì cần chuẩn bị bao nhiêu? Thì ở đây thì bạn chuẩn bị cho mình là 10 bao ha, 10 bao giá thể nha, mỗi bao là 50kg nha. Ở đây là mình đã tính cho bạn là dư giá thể lần thứ nhất và lần thứ hai luôn rồi đó, là dư trồng nha bạn ha, chứ không có thiếu đâu nha. Rồi một bạn tên là Mạnh Công 3456 nè, bạn này bạn hỏi mình á, thời gian nào mình tưới bánh dầu? Thì đối với cái bánh dầu này á, nó là thuộc dòng phân hữu cơ, thì bạn có thể tưới cho cây bông nhãn thọ khi cái cây của mình nó lên được hai cái lá đài và thêm hai cái lá nhám ha, là cái lúc đó thì mình có thể là mình tưới cái bánh dầu là được rồi. Và cái liều lượng của nó là 1kg bánh dầu pha với là 60 lít nước để mình kết hợp mình tưới trên bông nhãn thọ ha. Tưới từ nhỏ tới lớn luôn vẫn được nha mọi người ha, tại vì nó là phân hữu cơ. Rồi một bạn tên là Dân Võ nè, bạn này bạn hỏi mình á, là anh ơi, em trồng nhãn thọ B1 bữa 20 tháng 10 có được không anh? Em gieo thì để trồng nhà hay là để ở ngoài trời? Thì nếu như là bạn kỹ á, thì bạn nên gieo ở trong nhà nha. Khi mà nó ra được hai cái lá nhám rồi đó, hoặc là hai cái lá đài rồi đó, thì lúc đó thì bạn có thể là bạn đem ra ngoài cũng vẫn được ha. Tại vì mình trồng ít á, mình đem vô nhà đi, biết sao? Tại vì mình không có làm cái mái che đó, mình phòng cái trời mưa. Nếu như là mưa các bạn thì hạt giống của mình thì nó sẽ không lên nha, rất là chậm lên. Rồi một bạn tên là Sang Thành Nguyễn 5874 nè, bạn này bạn hỏi mình á, giảng thọ ban mai chừng nào gieo được? Giảng thọ ban mai là mình gieo bữa 25 tháng 10 âm lịch ha. Và khi mà nó ra được những cái nụ hoa thì mình bấm bỏ hết tới cái ngày là 12 tháng 12 âm lịch thì mình sẽ không có bấm nữa, mình để tự nhiên là nó sẽ đúng Tết nha. Đối với cái mã em chia sẻ là cái mã là 140 của FVM ha, và mã 142 của Thế Giới Hoa. Tại vì nó có sẽ có những cái mã nó đi cơi đọt nữa, nhưng mà em chỉ chia sẻ đi cơi nụ thôi. Rồi Nguyễn Tân Long nè, 2580. Mình gieo giảng thọ mới có 2 ngày mà mọc cao bằng một lóng tay, ngắt đọt hai cơi khi nào? Thì đối với mà cái thời điểm này mà bạn đã gieo rồi thì ngắt đọt hai cơi, thì cái cơi 1 thì nó sẽ rơi vào cái bữa là 22 tháng 11 ha, và cơi 2 sẽ là đầu tháng 12 âm lịch. Thì cơi 1 cách cơi 2 khoảng đâu là 10 ngày nha bạn ha. Rồi một bạn user D6X nè, bạn này bạn hỏi mình về cái phần giá thể đó, cái giá thể là nên chọn cái gì? Thì ở đây thì mọi người có thể chọn là tro đen ha, và phân chuồng, hoặc là rơm mục, hoặc là sơ dừa, kết hợp những thứ đó lại để mình làm cái giá thể cho bông nhãn thọ nha. Rồi anh Đương Mai hỏi nè, anh cho em hỏi, muốn mua hạt giống bông nhãn thọ, hoa nào to thì chọn chỗ nào uy tín? Thì ở đây thì cái uy tín là có FVM nó uy tín nè ha, với rồng vàng là nó đã uy tín từ xưa giờ rồi. Còn bông to thì mọi người nên đi một cơi ha. Thì
có thể là chọn thế giới hoa hiện tại bây giờ cũng được nữa, tại vì nó đường kính bông nó tới 13 cm rồi. Trên cái đường kính lực nó rất là to luôn. Rồi một bạn tên là Trầm Thanh Hải nè, 613. Bạn này bạn hỏi mình á, cho em hỏi cây lên rồi tưới phân gì. Cây lên á thì khi mà được 7 ngày á, nó ra được 2 cái lá đài và thêm 2 cái lá nhám á, thì mình sẽ tưới cái phân bánh dầu được nè, hoặc là đạm cá ha, hoặc là phân DAP ngâm với cái liều lượng cực kỳ mỏng. Nếu như là mình không có ngâm được á, mình sử dụng là 100g cái phân DAP ha, ngâm với 20 lít nước để mình tưới cũng được ha. Còn nếu như kỹ thì mình nên ngâm đi, ngâm với 5 lít nước, 1 ký phân là ngâm với 5 lít nước, sau đó lấy 100c pha với 10 lít nước để mình tưới. Rồi Mekong 06 gieo ngày nào? Mekong 06 thì gieo bữa 25 tháng 10 nha, của Đồng Vàng đó. Rồi bạn Trần Thị Hoa, Hoa Mỹ luôn. Ươm dạng thọ trong dĩ, phân chuồng quay một đất sạch sẽ không tốt đâu. Cây nhỏ xíu à. Thì thường thì bữa em livestream em cũng có nói đó, thì đối với mà mình ươm bằng cái đất sạch á, cây của mình nó tỷ lệ nó lên rất là thấp luôn. Thậm chí thế giới hoa nó đã là có một cái cảnh báo ở trên cái fanpage á, mọi người cũng có thể là xem được ha. Rồi Nguyễn Nguyễn nè, thọ ban mai thế giới giống hoa gieo ngày nào? Dạng thọ ban mai thế giới giống hoa mã 142 thì gieo bữa 25 tháng 10 luôn nha. Đi cây nụ luôn. Rồi khay 104 lỗ 15k đến 20k. Cái này là bán lẻ nha bạn. Một bạn hỏi là muốn mua dạng thọ bên mình không có bán dạng thọ nha. Mình chỉ chia sẻ ở trên YouTube thôi, chứ công việc của mình là đi quay đất nè mọi người ha, cũng như là trồng một số nhà chơi. Với lại mình có đi nhận đi quay mấy cái chỗ mà làm vườn người ta muốn tìm đầu ra đó, thì mình có hỗ trợ như vậy thôi, chứ mình không có bán. Rồi một bạn tên là Minh Ngọc Lê Thị 2490 nè, bạn này hỏi mình á là bạn ơi cho mình hỏi B1 B209 rồ kin 17 đi đi cơi vừa kẹp 23 luôn thì như thế nào bạn? Thì cái này bạn muốn bán bữa 23 thì bạn gieo bữa 15 16 17 là cũng được nha, bán bữa 23 nha, đi một cơi nha. Rồi bạn Trần Thị Thúy Trúc, dạng thọ ban mai FVM mã 160 trồng như mã 140 không em? Cái này mã 160 em chưa có trồng nha, em chỉ trồng mã 140 thôi. Hồi đó giờ nếu như là trồng chơi Tết nhà chỉ trồng mã 140 thôi, tại vì nó bông nó rất là đẹp, nó là mặt cọp á. Rồi đồng vàng Mekong 46 lồng F1 gieo ngày nào? 25 tháng 10 luôn nha, hoặc là 24 cũng được nữa, nó không có sao hết á, trên lệch 1-2 ngày nó không có ảnh hưởng gì hết á. Rồi một bạn tên là Đào Thị Kim Danh, em cho chị hỏi chị trồng dạng thọ Pháp, em ơi đi ngày nào? Dạng thọ Pháp á, thì em mới vừa chia sẻ luôn đó, 25 tháng 10 nha. Dạ anh ơi, dạng thọ cổ lùng F1 cam đỏ A46 xuống giống ngày nào? Đối với cam đỏ thì mình gieo sớm nha, khoảng đâu 22 tháng 10 cũng được nữa. Rồi một bạn tên là User 2Y nè, dạ anh chuẩn bị gieo hộp mình có bỏ thuốc gì trừ kiến? Đối với thuốc trừ kiến thì những bạn mà gieo ở dưới đất á thì mình sẽ dùng thuốc kiến nha, xài hàng regen cũng được nha. Rồi cao lỡ B2 B3 rồng vàng bấm ngọn ngày nào, bông đúng Tết vậy? Nếu đi như là đi một cơi sẽ bấm ngọn vào bữa 28 tháng 11 nha. Rồi dạng thọ trồng thời điểm nào vậy? Dạng thọ trồng thời điểm này nha bạn ha, hai cơi là đi vào cái thời điểm này, còn một cơi thì khoảng đâu một tuần nữa là bạn sẽ gieo. Rồi một bạn hỏi mình có bán cây con nữa không nè, mình không có bán nha. Rồi gieo bao nhiêu ngày thì xịt thuốc sâu? Thì khi mà cây mà ra chậu được 5 ngày thì mình có thể là mình xịt cái thuốc sâu nha, nên xịt những cái dòng thuốc giãn cớm là được, nhưng mình ở đây là mình xài thằng Amside ha. Rồi một bạn tên là Lê Phúc 255 nè, bạn hỏi mình đó là cái thời gian vào chậu là khi nào? Là khi bạn ươm khoảng đâu từ 15 đến 20 ngày thì bạn có thể là bạn ra chậu, nếu như là bạn trồng tại nhà thì khoảng đâu 20 ngày bạn ra chậu. Còn đối với những anh chị mà trồng kinh tế trồng nhiều đó thì bắt buộc là phải ra chậu khi nó khoảng 15 ngày, tại vì mình ra chậu khoảng đâu là 3-4 ngày thì mình mới ra hết. Ví dụ như những anh chị mà trồng mười mấy ngàn chậu đó thì đâu có thể nào mà ra một lúc là nó hết được đâu. Rồi một bạn tên là Thanh Nguyên hỏi nè,
Test thử rồng vàng, một viên đáp cùng một C. Ok, mình đang thử 40 đạt 39 cây. Rồi ok bạn nha. Rồi thì hôm nay thì em cũng đã trả lời một số câu hỏi như vậy nha. Em cũng xin được tạm dừng. Anh chị nào có câu hỏi nữa thì cứ bình luận, thì em sẽ cố gắng em trả lời vào cái video sau nha. Em mến chào.